Em xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại lên một video dược liệu cho mọi người nhé. Hôm nay thì trên em mưa nên là rất là ướt át. Chuối hột tươi mọi người nhé. Chuối hột tươi 35.000 một cân. Sâm xuyên đá trắng 120.000 một cân mọi người nhé. Ngọc cẩu thì còn ít thôi, 80.000 một cân, rửa sạch sẽ. Vùng đen 150.000 một cân mọi người nhé. Sâm cau đỏ 130.000 một cân. Hà thủ ô hàng xô 150.000 một cân mọi người nhé. Ba kích hàng trồng vẫn là 220 hàng chia tách. Đấy, còn hàng tách sẵn như thế này thì 280.000 mọi người nhé. Hạt dẻ vẫn là 65.000 một cân. Dưới mũ tuần tươi hôm nay về nhiều mọi người nhé. Hàng tươi là 85.000 một cân. Đấy, em về 2 bao này cân. Sâm tiên mao vẫn là 130.000 một cân mọi người nhé. 130.000 một cân, em rửa sạch sẽ luôn cho mọi người. Vùng đen hôm nay có cả táo mèo nhé. Táo mèo 35.000 một cân mọi người nhé. Sâm cau đỏ. Đấy, bao đỏ bao đẹp cho mọi người nhé. 130.000 một cân. Viễn trí 200.000 một cân. Sâm xuyên đá Hà Giang 150.000 một cân. Sâm quy đá đen vẫn là 200.000 một cân mọi người nhé. Rửa sạch sẽ luôn. Sâm này cũng khá là thơm này, nó giống như sâm linh quy ấy, nó thơm hơn. Sâm cau đỏ rất là nhiều. Đấy, mọi người lấy cái gì thì bảo em nhé.